phong châu lục 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 nương côn dòng trần thủy sinh trên thượng
vườn sông kỳ lên tới đồng mà đang chiếc thuyền suy gió buồn căng vững 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 ra hỏi thăm về tìm bạn là tìm ra đã thấy mình và mỗi sông đeo con dao quăng trầu giá người điều phụ chùa có bốn chữ vàng châu phê danh thơ nam bắc trung trung kỳ bảo dân hộ quốc nghi độ trì từ phương sắc lê mài đại vương trường trì lục cô tư đích 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 vì
xanh xanh lắm quả nhiều hoa. Châu bạc tiếng bước vào ra sớm chiều, gió hò mây nặng chỉ vài đèo. Chân đi hải xảo mỹ điều xinh tươi, con dao quai tươi vóc biển trong đền ơi chỗ đẹp làm sao anh đi đôi biển tỏa sáng lúc linh trong đền lúc đúng trong đền ơi chỗ đẹp làm sao về hội mua chầu về chầu vui lộc cho lắm về để đầy càng nhiều bàn đi cho dài nhật sang nhiều bộc lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thu nhạc con họ đặt con kia sớm phụng thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm sắp 30 ngày mùng 1 hôm sắp ngày 14. Chiều ca ba tay cơm về bạc rừng vàng mang cho trăm trăm họ giàu xa đời đời chờ mang cho trăm trăm họ thì đời đời giàu xa. Hôm nay về tới bản đền đây, sáng 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 người tiên nữ bay 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 về bản đền đây. Ngọt hại dành đời sau chặt bông hoa mang về dân mộ đổ cho dòng phúc đặng hà xa. Yeah.
Yeah.